Tuần trước thì các bạn đã thấy Nhung với Hải kết hợp với một cái điệu khiêu vũ rất là ấn tượng. Nhưng mà lần này thì Nhung với Hải lại bắt với nhau một cái thể loại mà cả hai đứa rất là thích, đó là đương đại. Người hướng dẫn thể loại đương đại cho hai bạn là biên đạo Hani Abaza. Hải thì khỏi nói rất là mạnh mẽ. Và trong cái bài này thì có những cái động tác kỹ thuật phải bân nữ, mà có thể nói là chỉ là một tay thôi. Thì lúc đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mà với cái tinh thần làm việc rất là vui vẻ và chuyên nghiệp của anh Hani tạo cho Nhung với Hải một cái cảm giác rất là thoải mái. Và xuyên suốt cái bài diễn này thì Hải với Nhung sẽ có những cái gắn kết rất là chặt chẽ với nhau. Có thể nói là sẽ không có tách rời. Và động tác bài này sẽ rất là uyển chuyển và mượt mà. Ngôn ngữ cơ thể, đừng nói, chỉ có chuyển động của cơ thể và giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể mà thôi. Tôi rất hào hứng được làm việc với Nhung và Hải vì thể chất của họ rất tuyệt. Điều này giúp họ rất có tiềm năng trong việc thể hiện những kỹ thuật khó của ngôn ngữ cơ thể. Hãy xem họ có thể thực sự dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp được với nhau trên sân khấu không nhé. Thưa quý vị, nhảy múa là một loại ngôn ngữ mà không cần dùng đến tiếng nói. Đó là ngôn ngữ của những chuyển động từ tay chân và hình thể của người diễn viên múa. Và đây là một loại ngôn ngữ, theo Thành nghĩ, là một loại ngôn ngữ rất là dễ nghe. Và khi quý vị nghe, thì quý vị sẽ thấm. Mà khi thấm, chúng ta sẽ đã. Mà đã rồi sẽ rất khó quên. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy đắm chìm, lắng lòng lại để nghe ngôn ngữ hình thể với nền nhạc Body Language với phần múa đương đại của Vinh Hải và Hồng Nhung. Vâng, những động tác kỹ thuật rất tinh tế và thực sự là khó khăn. Và họ đã làm thật tuyệt vời. Một tràng pháo tay nữa cho Vinh Hải và Hồng Nhung. Cũng phải thông báo với quý vị một điều, đó là hôm nay thí sinh Hồng Nhung của chúng ta là một bạn thí sinh rất đáng khen. Hiện nay Hồng Nhung đang sốt rất là cao, nhưng mà bạn cũng đã cố gắng để vượt qua tất cả những bài thi trong đêm nay. Hãy dành một tràng pháo tay nữa cho Hồng Nhung thưa quý vị. Rất là tự hào về em Nhung. Xin mời ý kiến của các vị giám khảo ạ. Đầu tiên là xin mời giám khảo Tuyết Minh. Có thể nói là bài biên đạo này của Hani rất nhiều kỹ thuật khó, rất nhiều kỹ thuật bê thượng ở trên không mà hai bạn đã thể hiện vô cùng chắc chắn. Chắc có lẽ là Hani vô cùng hiểu là
Hải và Nhung đều là hai thí sinh có cái kỹ thuật, kỹ xảo cá nhân rất là tốt, và cái sự phối hợp đồng điệu giữa hai bạn trong việc phối hợp để đi ô với nhau cũng rất là nhuần nhuyễn. Và qua phần thi này thì phải khẳng định rằng Hải là một thí sinh nam mà chắc chắn là không nhiều ở Việt Nam mình có được cái sức khỏe để mà bê thượng nữ như vậy, rất tốt, và là một cái giá đỡ để cho bạn nữ có thể thỏa sức trình diễn và vô cùng yên tâm khi múa với em. Bởi vì tất cả những kỹ thuật mà em bê thượng, rồi là khi mà Nhung bê thượng lên đã khó rồi mà Nhung lại còn ekate ở cái tư thái là ekate ở trên không nữa, và lại hất xuống rất là nhẹ nhàng, thì đó là những cái kỹ thuật vô cùng tốt của em. Và chị chúc mừng hai em, bởi vì hai em đã thể hiện một cái bài diễn đầy ắp những kỹ thuật khó, những chuyển động khó, nhưng các em làm vô cùng nhẹ nhàng, làm cho khán giả cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, nó không có cái gì khó cả, nhưng thực ra đối với múa nó rất khó. Vâng, và đó chính là ngôn ngữ hình thể đó. Xin cảm ơn giám khảo Tuyết Minh. Giám khảo Trần Huy Trần, bạn nghĩ sao? Cũng đồng ý với chị Tuyết Minh, bài này rất là khó, kỹ thuật rất là cao, và cái bài này thực sự là phức tạp. Nhưng mà hai em làm cho nó rất, cái bài này cũng thú vị và ấn tượng. Và nhưng anh thấy trong cái vi thi của em nói em sau cái chương trình em muốn hết sợ, đúng không? Anh nghĩ sau ngày này em không còn sợ gì hết. Và Hải, hôm nay anh thấy em thi mỗi bài và cái solo của em rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn John. Xin mời giám khảo Việt Max. Một trong những cái cách thể hiện ngôn ngữ cơ thể thì đó là nhảy múa. Và nhảy múa là để chúng ta truyền tải những cái gì mà chúng ta muốn gửi thông điệp cho mọi người và chúng ta không thể nói được. Thì ở trong cái bài diễn này thì anh thấy hai bạn đã có một cái cách truyền tải để cho thấy rằng là sức mạnh, thế nào là sức mạnh của nhảy múa và thế nào là sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể. Anh thực sự rất là thích cái cách mà Nhung hoàn toàn tin vào Hải trong những cái phần bưng bê. Chính vì thế nên là Hải cũng rất là dễ dàng hơn khi mà đỡ Nhung. Thì đây là cái mà sự tương tác rất là hợp lý của hai người, và các bạn rất là hiểu nhau trong cái bài diễn này. Dạ, xin cảm ơn anh Việt Max. Dĩ nhiên là Hồng Dung phải tin vào Vinh Hải rồi, bởi vì không tin không được. Thế còn giám khảo Chí anh nghĩ sao ạ? Những ngôn ngữ không cần phải nói người ta cũng hiểu. Cảm ơn quý vị, cảm ơn bốn vị giám khảo đã dành tình cảm ưu ái cho hai bạn. Em còn khỏe không? Cố gắng lên nha. Cảm ơn quý vị. Và nếu như chúng ta yêu thích Hồng Nhung và Vinh Hải, chúng ta hãy nhắn tin ngay để bình chọn cho hai bạn. Thưa quý vị, đó là mã số bình chọn của Hồng Nhung là mã số 3 và mã số bình chọn của Vinh Hải là mã số 2. Chúng ta soạn 3 gửi về tổng đài 8369 để bình chọn cho Hồng Nhung, và soạn 2 gửi về 8369 bình chọn cho Vinh Hải quý vị nhé. Cảm ơn hai bạn. Rất tuyệt vời.